Vâng, xin chào bà con, hôm nay đẹp trời em lại đi thu hoạch ít trứng về ăn đây bà con ạ. Đây rồi, có mỗi con lợn nhưng, nó kén tổ đẻ lắm, phải đưa lên tận thành phố, lắm trai đẹp nó mí có hứng đẻ cơ, đến mệt, thế nên mỗi lần đi thu hoạch là em lại phải đi gần, tỷ cây số mới tới nơi ý. Xong rồi, giờ em lại phải phi thật nhanh về, luộc cho con vợ nó kịp ăn sáng, chứ không chỉ chậm một phút là nó thiến chim em ngay. Giờ cho trứng lợn xuống đã, cho nước vào nồi. Rồi, giờ em bắt đầu thả trứng vào. Và khuấy đều lên, sau đó để khoảng 15 phút, khi trứng chín thì vớt ra đĩa, sau đó dùng quạt, quạt 5 phút cho nguội, vừa quạt, ta vừa kiểm tra, khi nguội đúng tầm thì thôi, không nhỡ nguội quá là con vợ nó tẩn cho ngay. Sau đó nếm thử trước, rồi nhẹ nhàng vào gọi vợ ra ăn, lúc vợ chuẩn bị ăn là lúc áp lực nhất, nhưng thấy vợ cười nhẹ cái, thì em cũng đỡ sợ, mà yên tâm chén cho thoải mái. Đó là kinh nghiệm của em, các bác cứ làm theo đi, đảm bảo sẽ tự tin đi dạo phố mà không lo tím mặt nữa. Em vừa nhận được một tin khủng, từ trung tâm vũ trụ NASA, báo về là có một con vịt, đi ăn trộm hoa quả, và đang bị mắc bão ở Thái Lan Dương, nên em phải khẩn trương đi giải cứu ngay, chứ không để lâu, thối hết đống hoa quả thì phí lắm. Đây rồi, đã xác định mục tiêu. Giờ bóp cổ và lôi lên thuyền nào. Vậy là đã hoàn thành nghĩa vụ được giao, cảm ơn bà con đã nghe em bốc phét nhé. Như một thói quen, mỗi sáng thức dậy là em phải đi tưới hoa. Cho hoa tươi tốt và bốc mùi nồng nặc khắp căn nhà đã. Sau đó em mí bắt đầu vào chuẩn bị bữa sáng cho mấy con giun. Và hôm nay, em cho giun ăn trứng gà bà con ạ. Trước tiên, em lấy một quả trứng đặt chảo lên, đổ dầu ăn vào. Hất trứng vào. Khuấy đều tay cho trứng nát nhoét ra. Ngửi thấy mùi khét lẹt là trứng đã chín. Cùng lúc đó, ta cho bánh mì, rau, cà chua lên đĩa. Sau đó ta vứt trứng lên, tươi ít nước nhờn lên, và ung dung ngồi đớp thành quả. Khi cảm thấy đã no nê, thì em gọi con vợ ra ăn cùng cho vui, chứ không thừa bỏ cho con chó nó không thèm ăn nó phí. Vậy là đã hoàn thành món ngon hôm nay, chào bà con nhé. Chúc bà con ngon miệng. Á đù, mẹ thằng nào ném tớ thế? Tớ mà phải vác dao xuống thì chết với tớ. Đứa nào vô ý thức, bỏ hoa quả bừa bãi đây nhỉ? Lại biếu tớ hết ý mà. Nhiều lắm rồi, về nhanh em, không nó phát hiện ra nó đòi lại tiếc lắm. Tới nhà rồi, đổ ra xem nào. Toàn quả ngon thôi. Ăn đi em, ăn nhiều vào cho nó khỏe nhé. Giờ làm cốc nước cho nó sạch mồm đã. Thôi ta đi ôn bài một lúc em nhỉ. Mệt mỏi rồi, ngủ đi em, chúc em ngủ ngon nhé. Thế là sau 10 năm trồng cây nhưng không chăm bón, thì cuối cùng đã được thu hoạch vụ đầu tiên. Hôm nay em dậy sớm, từ lúc gà gáy rát cổ, em đã dậy để đi thu hoạch rồi. Ôi, toàn quả ngon thôi. Quýt này, nho này, thanh long này, ổi này, cam nữa này. Toàn quả ngon và chín mọng hết rồi. Đầy cứng rồi, ta về thôi em. Chắc giờ phải trở ra chỗ bể nước, để rửa cho sạch sẽ hoa quả đi, rồi mới mang về nhà em à. Tới bể nước rồi, giờ để anh ném hoa quả xuống đã nhé. Sạch sẽ rồi, giờ thì thưởng thức thôi, thưởng thức thành quả, 10 năm của chúng mình đi em. Hôm nay bọn tớ lại đi hóng gió đây, tại nhà chả có gì, nên bọn tớ đành mượn tạm hàng xóm ít hoa quả mang đi ăn, khi nào có tớ trả. Có cây quýt này ngon quá, tớ mượn tạm mấy quả đến mùa quýt sang năm tớ trả nhé. Rồi đi thôi em, ta đi nhà khác vay ít nho nữa nhé. Đây rồi, hàng nóng đây rồi, mình xin, đi tiếp nào. Úi, dưa hấu này, lấy không em, bốc nốt vậy, đi thôi. Làm mấy quả ổi nữa thôi nhé, chật lắm rồi, ta dừng đây em nhé, chỗ này vừa sạch lại lộng gió nữa. Em nằm đó đợi anh cho hoa quả xuống đã, rồi mình cùng thưởng thức, cùng ngắm cảnh nhé. Đây rồi. Để anh đập quả dưa cho em ăn nhé. Úi sời, đỏ lớp, ngon quá, em ăn đi cho mát nhé. Xong thì mình lên xe, cù lách nhau tí cho khoái em nhỉ.